tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Á hậu Ngọc Thảo chính thức công khai National Costume mang đến Miss Grand, choáng với khối lượng đồ sộ. Trải qua gần một tháng chinh chiến tại Thái Lan, Ngọc Thảo đang ngày một tiến gần hơn với chiếc vương miện Miss Grand International. Vừa qua, cô nàng đã hoàn thành một số phần thi phụ như trang phục áo tắm, phỏng vấn kính, đồng thời tham gia vào các hoạt động bên lề của cuộc thi. Theo như lịch trình đã công bố, trước đó, Ngọc Thảo cùng hơn 60 đại diện khác sẽ bước vào vòng thi trình diễn National Costume vào ngày 24 tháng 3. Trước sự tò mò của người hâm mộ, mới đây đại diện Việt Nam đã tung ra những hình ảnh đầu tiên của bộ quốc phục. Giữa hai bản vẽ mà Ngọc Thảo phân vân, cô nàng đã quyết định chọn thiết kế bodysuit cho phần thi quan trọng của mình. Thiết kế National Costume lá ngọc cành vàng bao gồm phần mấn, bust, bodysuit và phần cánh. Theo đó, chiếc mấn được cách điệu bởi hình tượng nhành cây và rừng hoa mang ý nghĩa khởi sắc và lan tỏa. Phần bust được đính bởi hàng ngàn chiếc lá ống ánh. Vì tính chất và cảm hứng lộng lẫy của bộ trang phục, hiệu ứng sân khấu và thị giác sẽ được khai thác triệt để. Hàng trăm mảnh gương vàng, hàng nghìn mảnh kim sa và pha lê đã được đính kết trên thân áo bodysuit để không những tăng độ bắt mắt về hình ảnh, mà còn góp phần tạo ra hiệu ứng thị giác tại sân khấu trực tiếp. Được biết, bộ quốc phục được thực hiện chỉ trong vòng 5 ngày và có sức nặng lên đến gần 30kg. Điểm độc đáo của trang phục nằm ở cây bonsai được cách điệu từ phần cánh. Đây cũng là một trong những nghệ thuật cây kiểu tinh tế và cao cấp, kết hợp nghệ thuật kim hoàng đỉnh cao. Loại cây quý báu này còn được trưng bày trong chốn cung đình thời xưa, là biểu tượng cho cuộc sống vương giả trong gia đình hoàng tộc triều Nguyễn. Vừa qua, tại phần thi trang phục áo tắm, Ngọc Thảo để lại dấu ấn với phần trình diễn vô cùng mãn nhãn. Người đẹp sinh năm 2000 vẫn khiến khán giả tự hào bởi tinh thần chiến đấu hết mình. Như vậy mà đại diện Việt Nam đã được bình chọn vào top 20 xuất sắc tại phần thi phụ này. Hiện tại, Ngọc Thảo đang nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng và sắc đẹp. Sau vòng thi quốc phục, cô nàng sẽ bước tiếp vào thi bán kết vào ngày 25 tháng 3 và chung kết vào ngày 27 tháng 3 được diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.